Em xin chào cả nhà. Bất động sản đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất ha, nằm ở đường này, đường đá xanh là 5m anh chị nha. Lên tổng diện tích là 134,1 m² nha anh chị. Đất mình thổ cư là 100% nha, để đất ở tại nông thôn anh chị nha, là thổ cư 100% anh chị. Với ngang diện tích là 5m62, chiều sâu là 24m anh chị nha. Đầu đuôi bằng nhau, không có teo hậu gì hết chị nha. Với hai mặt tiền anh chị, một mặt là đường đá xanh 5m, còn bên hông nó có đường phản đá đỏ khoảng 4-5m nữa anh chị nha. Nếu mà anh chị ở xa như Cây Lậy, Cần Thơ á, thì anh chị tới vị trí ngay chỗ mà chợ Long Định anh chị, em sẽ đón anh chị ở đó nha. Từ chợ Long Định là vô đây chỉ có là 300m thôi là tới anh chị nha. Đây là ngay cây cầu Long Định luôn nè anh chị nha. Còn nếu anh chị ở thuộc về thành phố Hồ Chí Minh anh chị, thì nếu mà tính từ bến xe miền Tây anh chị nha, thì về tới miếng đất của mình cần xem á là 64 cây số là tới anh chị. Đây là cái vị trí nè, em đưa trực tiếp lên cho chị xem luôn nè. Đó, đường xá rất là dễ đi anh chị nha. Mình có xe ô tô, xe tải á, mình lưu thông rất là dễ dàng nha anh chị. Nếu mà anh chị đi thành phố Mỹ Tho đó, anh chị đi thẳng một đường này thôi là khoảng là 9 cây số là tới thành phố Mỹ Tho chị nha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú, em sẽ quay qua miếng đất để cho anh chị cô chú mình tham quan và chỉ ranh giới cho anh chị luôn nha. Đây, khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc nha anh chị nha. Cái hướng miếng đất mình ở đây anh chị là hướng bắc nha anh chị nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy xây nhà ở, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Đây là cái ranh giới nè, để em chỉ cho anh chị rõ nha. Dạ, hướng đó thì hướng Tây, nó có hai mặt chị ha. Một là hướng này là em đang đứng đây là hướng Bắc anh chị ha. Còn một mặt nữa là một hướng Tây, nó hai mặt anh chị. Đó, chiều sâu này là 24m anh chị. Còn mặt tiền mình là 5m6 anh chị nha. Hiện tại thì chủ không canh tác gì ha, trồng cái này cây xanh đó anh chị. Đó, không có cây ăn trái gì hết anh chị nha. Rồi, để em chỉ cái mặt thứ hai để cho anh chị mình nắm nha. Để qua tới bên đây nè anh chị, cái ganh bên tay phải màn hình, cái trụ bê tông khoảng là 2m anh chị nha. Đó, có hàng rào hết anh chị nha. Rồi, để em chỉ cái mặt tiền thứ hai cho anh chị xem nha. Mặt thứ hai thì khá là rộng rãi anh chị ha, cũng đường đá xanh này khoảng 5m anh chị, rất là rộng anh chị. Ở đây thì có chỗ mà bán vật liệu xây dựng anh chị, rất là lớn anh chị ha. Đây là cái mặt tiền thứ hai. Tên sổ mình có hiện hai mặt tiền luôn anh chị nha. Đó, anh chị xây nhà ở thì cái này đó, mặt này đó anh chị cất cái nhà không được. Anh chị cất nhà hướng bên bắc thôi anh chị nha. Là mặt tiền 5m6 anh chị. Đây, xung quanh đây là kho gạch và vật liệu xây dựng nằm ở đây anh chị nha. Đây là ở dưới bên hông cái cây cầu anh chị. Cái cầu này khi mà cầu Long Định anh chị nha. Đường xá thì rất là rộng rãi. Đó là mình đi, có thể mình đi qua cây cầu này được anh chị. Chui đít cầu mình qua cái đường nhựa được anh chị thấy không? Rồi, để em quay qua cái mặt tiền 5m6 để cho anh chị mình xem lại nha. Đây, mặt tiền mình là 5m6 là đoạn này nè anh chị. Chủ ký gửi giá bán anh chị là 700 triệu anh chị ha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình anh chị nha. Thổ cư á, miếng đất của mình anh chị là 100% luôn chị. Để quay rộng cho chị xem cái không gian rộng nha. Đây, đất mình đây. Đất này vị trí này cũng khá đẹp chị ha. Này mình làm cái kho nhỏ nhỏ cũng được nè, hay là cắt cái nhà mình ở cũng được chị nha. Rồi, để em quay gần vô bên trong cho chị xem nha. Tại diện tích mình cũng ngắn chị, không có dài nha chị ha. Cái này cắt cái nhà nhỏ nhỏ thì ở được chị. Đó, chiều sâu nó chỉ có 24m thôi. Chiều sâu mình là dài hơn cái nhà nãy xíu chị nha. Đó, hiện tại thì đất và hình ngắn với cây hơi nhiều, em không có vô bên trong được. Em quay gần lại cho chị xem nha.
đây tới hàng chuối nè anh chị nha. Đất mình là qua cái nhà này xíu khoảng 1 mét mấy đến 2 mét nữa mới hết đất nha anh chị. Đất mình hiện tại vì trồng mấy cây xanh nên nó che tầm quá mình thấy không rõ. Cái nền mình nó cao hơn cái đường cái xanh trước luôn anh chị, rất là cao anh chị nha. Đây chị không, để quay xuống cho chị xem, nền rất là cao. Đây là trước cái miếng đất đường đá xanh đây chị không. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại dung hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi là 700 triệu nha. Giá này là chủ bao giấy tờ và còn bớt nữa nên anh chị yên tâm nha. Đất mình thì thổ cư là 100% rồi, mình rất yên tâm vấn đề đó chị ha. Mình không cần lên thổ cư mà mình xây dựng nhà ở á, anh chị cô chú ở Sài Gòn á thì mình cũng rất yên tâm nữa. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.